Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em là một chùm đó là đó bắt đồ. Thì hiện tại thì năm nay có 6 là bài gần hơn 13 bắt đồ. Thì có cả ở cái. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu về dòng bắt đồ này hoặc là có nhu cầu mua bé về nhà thì cứ riêng với đối với anh chị mà có nhu cầu mà mua đang nuôi sinh sản dòng này, đang tập nuôi, bắt đầu nuôi hay là đang nuôi mà có nhu cầu hợp tác với bên mình, thì bên mình vừa bán con giống vừa sẽ hỗ trợ bao thú trọn đời cho chị, kèm theo đó thì bên em sẽ là bao tiêu cho con đầu ra trọn đời cho chị ha. Thì hợp đồng hai bên đầy đủ. Thì hiện tại thì ở tại mình thì có rất nhiều dòng từ bóc đồ Kogi, Kiba, Alaska, Golden đến Husky. Thì tất cả nhiều dòng ngoài bóc đồ này ra thì chị nào có nhu cầu mà nuôi chó giống sinh sản, tất cả các dòng chó đều có liên hệ với mình. Thì hiện tại thì dịp cận Tết thì bây mình đang hỗ trợ đang sale Tết là những dòng chó bắc đồ này cho anh chị nào mà có nhu cầu mở trại nhỏ, là có nhu cầu nuôi sinh sản tại nhà. Tại vì cái dòng bắc đồ này thứ nhất là nó kích thước nó khá là nhỏ, không cần phải là có một diện tích sân chơi là diện tích chuồng quá rộng, thì anh chị có thể là nuôi tại nhà, nuôi một khu vực nào đó bạn cũng cần 2 khu là ok rồi, thì vừa sân chơi vừa chuồng. Thì hiện tại thì bắc đồ thì nuôi thì ăn khá là dễ, nhu cầu ăn uống của nó và nhiệt độ hay là chăm sóc nó khá đơn giản so với những dòng như Alaska hay là Sam Boy, thì những dòng đó phải chăm sóc nhiều, nhưng dòng này thì không, mình chỉ hỗ trợ, mình chỉ ấn đắt lên cho nó thôi đó. Thì hiện tại thì bác em có hỗ trợ theo dòng bắc đồ này thì hiện tại là hơn 10 con, nên là có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, thì bên mình sẽ hỗ trợ phối. Và nếu như chị ở gần đất thì có thể tới trại em thăm thú và xem thử chăn nuôi, chăm sóc và hỗ trợ bất cứ tất là về kỹ thuật về chăm sóc thuốc men. Còn nếu chị ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ từ xa qua Zoom hay là điện thoại cho chị. Thì giờ bên em thì mua bán có hợp đồng hai bên đầy đủ ha. Thì về mặt chăm sóc hỗ trợ phối gì đó thì nếu như chưa có kinh nghiệm thì bên em sẽ hỗ trợ những kinh nghiệm. Còn nếu như đã có kinh nghiệm rồi thì bên em sẽ nói thêm về chi tiết hơn. Thì hiện tại thì bắt đầu thì nó khác vì thứ nhất là nó đến từ những con cá không phải tụng lâm. Thì anh chị nhà có con nhỏ hay là anh chị nhà mà bị bệnh như thế khá là hợp, tại vì thứ nhất nó không cần phải tụng lâm, con nhỏ không thiết lâm một người ôm hết con người dễ, không cần phải tụng lâm nhiều. Thứ hai là nó không thích con nhỏ bé thì mình hay chơi với con nít trong nhà là mình nuôi với chị nào xem clip này thì bạn quay hết một vòng rồi sau qua những cái bé sữa thì hiện tại thì trong này có cả màu xám, màu trắng, màu to, màu to đó, thì cái này đủ, cực cái đầy đủ đó. Thì trong này có mấy bé là từ có bé cái to, có bé cái là sô đã sinh sản một lứa rồi đó. Hiện tại bên em đang sale test cái dòng chó này, anh chị có nhu cầu liên kết mở trại, xem clip này thấy thích và muốn có nhu cầu mở trại nuôi giống sinh sản dòng này thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Đó. Thì có gì cứ liên hệ qua Zalo, em sẽ để Zalo cho clip, thì cứ liên hệ trực tiếp. Một lần nữa thì các anh chị đã xem clip này.